Cho mình hỏi mấy anh em gạo cội có kích đô binh gì không mà chim chơi như cái máy 3-4 giờ đồng hồ liên tục vậy. Mong ông giáo chia sẻ chiêu cuối cho anh em mở mang chữ toàn thấy mấy ông nội bợ kia bợ giải không ạ. Liệu có quy luật ngầm trong đó không? Vâng, kính thưa bác Tình Tú, câu hỏi này rất là hay. Con người giữa con chim thì nó đều là một con vật và giống nhau. Thể trạng cũng là khác nhau, cơ địa cũng là khác nhau, bản lĩnh nó cũng đều khác nhau. Cho nên là để mà cuộc chơi của con chim ấy thì em đã từng khuyên với các bác đó là phải có 3 tiêu chí. 3 tiêu chí: thứ nhất là phải đầu tư, thứ hai là phải tìm kiếm, và cái thứ ba cuối cùng đó là đào thải. Các bác nhá. Đầu tư là gì? Đó là đầu tư về tiền bạc, về công sức, về thời gian để các bác chăm sóc một con chim. Đấy, hoặc cao cấp hơn đó là một chú chim chiến binh. Đấy. Thứ hai đó là sự tìm kiếm. Tìm kiếm là gì? Đó là tìm kiếm những chú chim hay, những chiến binh tốt, những chiến binh có khả năng để xóa bỏ được cái tiêu chí đầu tiên. Đó. Và cái cuối cùng đó là sự đào thải. Đào thải là gì? Đào thải những con chim nó không tốt, không có tố chất và nó không làm cho con người chủ nhân được lên để vinh quang được. Đó là sự đào thải. Và đấy mới là con người nghệ nhân thông minh. Đấy mới là con người nghệ nhân có sự cầu tiến trong công cuộc đam mê của anh em. Đấy, cho nên là em đó chia sẻ với anh em đó là qua 3 cái tiêu chí của con đường muốn thành công trên con đường đam mê là nó phải như vậy. Và thì tại sao mà những con chim của mình nó chỉ ra già nó chơi được 5-10 phút, có con chơi được 30 phút, có con chơi được 1 tiếng. Nhưng những chú chim đấu trường đỉnh cao, đúng không ạ? Đánh giải xe máy ô tô, đánh cả 3-4-5 tiếng đồng hồ, chuyện đó rất bình thường. Đó là vì con chim người ta tài năng. Nói thẳng luôn, đó là vì con chim của người ta tài năng. Và người ta phải có sự đầu tư, kể cả về công sức, kể cả về tiền bạc. Và chính vì điều đó, cái giá trị con chim nó cũng khác nhau, đúng không ạ? Tại sao con chim của mình bán chỉ có 5-10 triệu và không ai mua, nhưng có nhiều con chim người ta bán tới 3-4-500 triệu, đúng không ạ? Đó là chuyện rất bình thường. Và đấy mới là một cái cán cân, và đấy mới là một cái sự công lý, đấy mới là sự một cái khẳng định giữa một chiến binh này và một chiến binh kia. Nó khác nhau ở chỗ đó. Chứ còn về đô binh chả có gì là đô binh cả. Em thấy các bác ấy, không có gì gọi là nói đô binh cả. Em có thể các bác, em đố các bác mua một con chim bình thường, không có tố chất, không có bản lĩnh, các bác có cho đô binh dời cho nữa thì nó cũng chỉ tới đó thôi. Đó, em có thể các bác đấy. Cho nên em đã từng nói với các bác một câu là con chim không gan thì ăn vàng không đấu. Cho nên anh em đừng có so sánh giữa con chim này và với con chim kia. Đừng có nghĩ anh em mà ta lấy xe máy được là mình nghĩ ở ông này kích chim, ông kia kích chim. Không phải đâu nhá, không phải đâu. Hay là đừng có thấy người ta lấy ô tô để bảo là ôi giời, con chim đấy ông ấy nuôi thì kiểu gì mà chả lấy ô tô, đúng không ạ? Ông ấy nuôi nhưng mà phải là con chim cái đã, dứt khoát phải là con chim tốt, mạnh, lực, bản lĩnh và thành công. Đấy, đấy mới là cái cốt yếu. Chứ còn chẳng có một con chim nào mà từ một con chim dở thành chim hay mà cái đô binh nào được. Không có một đô binh nào được cả. Em nói thật các bác đấy, không có một đô binh nào đâu. Cái quan trọng là người ta phải luôn luôn phải có 3 tiêu chí. Đó là tìm đầu tư, tìm kiếm và đào thải. Đấy, cho nên là giá trị con chim nó cũng phụ thuộc vào vấn đề đó, đúng không ạ? Và thì người ta bỏ ra 3-4-500 triệu người ta mua con chim thì người ta cũng phải ngó ở trên giàn đấu ra sao, độ bền như thế nào, con chim nó có lực hay là không, thì người ta mới ra cái đồng tiền để là cán cân, để là bằng giá trị con chim đấy để người ta sở hữu, đúng không ạ? Và thì cái giá trị con chim khi chuyển nhượng nó là gì? Khi giá trị con chim nó là chuyển nhượng thực tế đẳng cấp tương đương với đồng tiền, đúng không ạ? Đó là cái điều dứt khoát và không ai bàn cãi được, bất cứ một thứ gì không kể là con chim, đúng không? Anh em có thể nhận biết không ạ? Cho nên là trình độ đẳng cấp phải tương đương với đồng tiền, nó đi đôi. Cho nên là điều này không thể bàn cãi. Cho nên là bác đừng có nhầm lẫn là cái đô binh này với đô binh kia, bác nhá. Tất cả mọi thứ đều phải là con chim. Thứ hai là về cách chăm sóc, và cái thứ ba đó là cái tố chất, bản lĩnh của con chim nó có trong con người, bản chất của nó thì mới được. Chứ còn chẳng có đô binh gì đâu bác ạ, nhá. Không có đô binh gì đâu. Chim bị bể mí có ảnh hưởng đến sức khỏe của chim không anh? Ảnh hưởng rất nhiều, bác ngồi được nhá. Nói nhanh luôn, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Những con chim mà tình trạng các bác nuôi bể mí, tức là bị bể lực,
Nguyên tắc bể mí là bể lực, bởi vì con chim nó sẽ có hai con đường đào thải, do cám nhá, do cám, và bên cạnh đó là do kết hợp với chế độ các bác chăm thúc lửa nhiều quá, đặc biệt là những cái thành phần dinh dưỡng của các bác chăm sóc thúc lửa quá nhiều. Con chim nó có hai con đường đào thải, đó là có đào thải qua đường tiêu hóa và nó đào thải qua đường lông. Nếu con chim mà nó đào thải qua đường tiêu hóa, tức là nó đi phân sống và nó không hấp thụ không hết, thì chú chim đấy có thể các bác nuôi lại được. Nhưng những con chim mà nó đào thải qua đường lông, tức là bị bể mí, và rõ ràng nhất đó là các khi các bác tắm xong, các bác móc lên xào, con chim thường xuyên dụi mặt xuống cầu, sau đó nó sẽ rụng cái chung mí xung quanh mắt kiểu như mắt khuyên đấy. Tiếp theo đó là nó chuyển qua tách đỏ, có nhiều con nặng lên nó lên cái mào, thì rất là nguy hiểm và hầu như là tới 70-80% là không thể phục hồi được nhé, không thể phục hồi được, nó nhanh luôn, khỏi phải suy nghĩ nhiều nhé. Nào mà nắng ăn vào phân cũng ổn áp phết nhỉ? Vâng, nó cũng tùy vào con chim mất ạ. Không có một cái cám nào mà từ một con chim bình thường để tốt lên thành một con chim hay, và cũng không có một cái cám nào mà từ một con chim bình thường mà đi đá xe được, cũng chả có một cái cám nào từ con chim bình thường mà đi đá ô tô được, đúng không ạ? Tất cả vấn đề đều phải phụ thuộc vào bộ con chim. Thứ hai là về cốt yếu, cốt bộ cốt của nó, và thứ ba là hệ tiêu hóa. Đấy, có những con chim là hệ tiêu hóa nó tốt và nó hấp thụ được tất cả các đồng cám bình thường, nhưng cũng có những con chim mà hệ tiêu hóa nó yếu, có thể nó phù hợp với cám này nhưng nó không phù hợp với cám kia. Tại vì quan trọng nhất đó là cái sự phù hợp, sự hấp thụ của con chim trên dòng, trên nền những dòng cám đó. Thế cho nên là tất không phải là cứ một thương hiệu cám là nó phù hợp với tất cả các con chim, kể cả chim mưa thi cũng như là chim bổi các bác nhé, tùy vào cơ địa con chim. Thế cho nên là, nhưng mà có cái thế này nè, có nhiều con chim ấy khi các bác đưa cám vào thì tất nhiên nó cũng thể nó bị đau bụng, nhưng sau khi các bác chữa bụng thì nó hết và nó bình thường trở lại, cũng có. Rồi cũng có con chim mà các bác đưa vào phát nó không hợp cám, cũng có. Đấy. Rồi cũng có con chim là nó từ một cái con chim mà bình thường vẫn có tố chất, vẫn có bản lĩnh, nhưng các bác chăm sóc không đúng, cám không chuẩn, nó cũng không chơi được, cũng có. Cho nên là con chim nó muôn hình vạn trạng, nó trải qua rất nhiều cái vấn đề mà yêu cầu cái sự hiểu biết của nghệ nhân, yêu cầu cái sự tư duy nhanh nhẹn, nhìn nhận một con chim trong quá trình anh em chăm sóc nó phải có một sự đúng đắn và phải có chiều sâu. Đấy, như em thấy là một số anh em là hay đổi cám là xoành xoạch thế, kiểu là cứ một tuần đổi cám, và đổi cám này tuần sau đổi cám khác, thì khi các bác đổi cám quá nhiều, con chim nó sẽ ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa và nó sẽ hư đường ruột, nó không tốt các nhá. Bể mí có phục hồi qua lồng mồ lông sao không? Dạ được, nhưng với điều kiện các bác phải đổi cám và đổi thay đổi chế độ chăm. Nhưng mà để phục hồi thể lực cho con chim chơi lại như ban đầu thì hầu như là khó nhá. Hầu như là khó. Đấy, em tính em nói thẳng thế. Chim em hay mổ chân kéo ra là sao? Nếu con chim mà đứng một mình hay mổ chân kéo ra, đó là con chim nó dư canxi. Vậy nhá, bắt chịu khó bác bắt ra, bỏ mùng bắt ra, bác bấm sơ nhẹ vào bàn chân cho nó. Sau đó lấy cái nước chanh ấy, em lấy bàn chải răng chà nhẹ sơ chân nó, con nào nhẹ thì một lần, con nào nặng thì tầm 2-3 lần nó hết nhá.